Hành trình khởi nghiệp ngày hôm nay sẽ dừng chân tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình với một nông hộ còn rất trẻ, chị Lê Cẩm Vân Chi. Hãy cùng điểm qua một vài thông tin về nhân vật của chương trình hôm nay. Sau khi gửi hồ sơ tham gia chương trình khởi nghiệp, tháng 9 năm 2017, chuyến khảo sát đầu tiên của chương trình và chuyên gia Đinh Văn Đức tại gia đình chị Vân Chi được thực hiện. Tuy còn phải chỉnh sửa một vài điểm trong mô hình, nhưng với những thuận lợi về vị trí địa lý, số vốn và nhân lực, chị Chi chính thức trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp. Một tuần sau buổi khảo sát, chị Chi biết tin mình có bầu. Kể từ đó, các hoạt động của chị trên vườn cây đều được thực hiện qua điện thoại. Đầu tháng 10 năm 2018, chương trình khởi nghiệp quay trở lại nông hộ này. Lúc này, gia đình chị Chi đã hoàn thành việc đào hố trên tất cả khu đồi và trồng xong một đợt cây. Trong chuyến kiểm tra cuối năm 2019, vườn cây bưởi đỏ Tân Lạc của gia đình chị Vân Chi ghi nhận hiện tượng chậm lớn và bị sâu vẽ bùa gây hại nặng dẫn đến mắc bệnh loét trầm trọng. Đến cuối năm 2020, tình trạng này đã được khắc phục khá tốt do nông hộ đã áp dụng phác đồ phòng trị bệnh rất hiệu quả mà chuyên gia đưa ra. Đến nay, vườn bưởi của nông hộ Lê Cẩm Vân Chi đã kết thúc thời kỳ 3 năm kiến thiết cơ bản và bắt đầu chuyển sang thời kỳ kinh doanh. Suốt thời kỳ dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trong năm qua, cùng với việc giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch, vườn bưởi của nông hộ liệu có được đầu tư chăm sóc chu đáo? Cây bưởi có thể hoàn thiện được mức sinh trưởng để bước vào thời kỳ kinh doanh thuận lợi nhất? Câu trả lời sẽ có trong buổi kiểm tra ngày hôm nay của chuyên gia Đinh Văn Thành. Xin chào mừng bà con cùng trở lại chương trình khởi nghiệp của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16. Thưa quý vị và bà con, khi mà nhắc đến các cái loại bưởi đặc sản thì chắc hẳn quý vị và bà con sẽ rất là nhớ một cái sản phẩm rất là đặc biệt của vùng đất Tân Lạc Hòa Bình, đó là sản phẩm bưởi đỏ Tân Lạc. Và ngày hôm nay thì tôi đã có mặt tại xã Phong Phú của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cùng với chuyên gia Đinh Văn Thành để đến với một nông hộ tham gia chương trình khởi nghiệp với mô hình trồng cây ăn quả, và trong đó thì có cây bưởi đỏ Tân Lạc. Đó chính là nông hộ Lê Cẩm Vân Chi, một trong những gương mặt rất là xinh xắn của chương trình khởi nghiệp. Ngày hôm nay khi mà đến vùng đất này thì chuyên gia có một cái cảm nhận như thế nào về cái không khí cũng như tiết trời ở đây? Một là hôm nay lên thì thời tiết rất là đẹp, nắng ấm, và ở trong một cái mùa đông như thế thì thấy rằng là thời tiết là nó rất là đẹp. Thứ hai là không khí thì ở cái vùng này rất là trong lành, bởi vì nó xa quốc lộ đến 2-3 cây số gì đấy. Vâng, và để cụ thể hơn về nông hộ Lê Cẩm Vân Chi với mô hình trồng cây ăn quả ra sao thì ngay bây giờ tôi cùng với chuyên gia Đinh Văn Thành sẽ cùng vào để thăm nông hộ cũng như là tình hình sinh trưởng phát triển của cây. Trong một ngày tiết trời của mùa đông có phần ấm áp hơn so với hàng ngày, tôi cùng với tiến sĩ Đinh Văn Thành thong dong trên chìa đồi dốc để đến thăm trang trại có diện tích lên tới 20 hectare của nông hộ Lê Cẩm Vân Chi, một cô gái trẻ xinh xắn và tràn đầy nhiệt huyết với nghề nông. Tận dụng thời điểm nắng ấm, Vân Chi cùng với người cậu ruột của mình là người trực tiếp quản lý và chăm sóc vườn cây đã đi cắt tỉa cành cho những cây bưởi mới thu hoạch quả xong. Tưởng chừng những cây bưởi này sẽ cằn cỗi, tạm ngừng sinh trưởng do phải dồn sức nuôi quả. Tuy nhiên, chúng tôi lại nhận thấy điều ngược lại là cây rất khỏe, lá bưởi xanh đậm. Điều này là một ấn tượng rất lớn đối với toàn bộ ekip. Vườn cây của nông hộ Lê Cẩm Vân Chi rất là khá là rộng đúng không ạ? Vâng. Chị ơi! Cháu chào chú ạ. Rồi, chú. Lâu quá rồi mới chương trình mới lên nhà Chi để thăm vườn cây được đấy. Được sự hướng dẫn của các chuyên gia ở kênh VTC 16 thì mình cũng chăm sóc cây và đến bây giờ là đã ra quả bói của năm thứ 3 rồi. Bây giờ vẫn còn một ít quả ở trên cây thì mời chuyên gia với cả mời Quân đi vào đây để mình thử cái chất lượng của cái bưởi bói năm đầu tiên xem thế nào nhé. Đấy, ngày hôm nay chúng ta đã có một cái sản phẩm để thử nếm rồi đấy ạ. Xin mời chú ạ. Ngay tại khu vườn này, Vân Chi đã chuẩn bị sẵn một đĩa bưởi lần đầu tiên được thu hoạch để thiết đãi và giới thiệu với ekip sau một quãng thời gian dài xa cách do dịch bệnh COVID-19. Giống bưởi đỏ Tân Lạc trồng tại đây có quả hình tròn, vỏ vàng đậm rất bắt mắt, khối lượng quả chừng hơn 1 kg, đặc biệt những múi bưởi có màu hồng đỏ và căng mọng.
Do phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng cũng như bàn tay chăm chút của người dân nơi đây, cây bưởi đỏ trồng trên đất Tân Lạc rất sai quả, trung bình từ 300 đến 500 quả một cây, có những cây cho tới 700 quả. Một số xã ở huyện Tân Lạc có diện tích trồng bưởi lớn như Đông Lai, Thanh Hối, Tử Nê, Ngọc Mỹ, Quỳ Hậu, Mãn Đức, Phong Phú. Trong đó, diện tích bưởi đỏ canh tác theo quy trình Việt Gáp ngày càng được mở rộng cho sản phẩm bưởi có năng suất, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn và được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. Bưởi đỏ Tân Lạc cho thu hoạch từ cuối tháng 10 cho đến giáp Tết Nguyên đán. Cũng giống như là những giống bưởi khác, bưởi đỏ Tân Lạc giàu vitamin C, vitamin A và các nguyên tố vi lượng khác, giúp chống oxy hóa, tăng sức đề kháng, có lợi cho sức khỏe con người. Năm 2017, sản phẩm bưởi đỏ Tân Lạc đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng công nhận nhãn hiệu tập thể. Bưởi đỏ Tân Lạc được bán tại các chợ, siêu thị và nhiều sàn thương mại điện tử. Thưa chú ạ, cái quả bưởi năm vừa rồi, năm 2021 ạ, thì vườn cháu là có hơn 200 cây bưởi đỏ Tân Lạc, thì bói được khoảng tầm hơn 600 quả. Thì có những cây là hoàn toàn không có quả, còn có cây thì để cháu nó cũng ra nhiều nhưng mà cháu tỉa bớt đi, thì chỉ để lại vài cây một quả thôi. Thì những quả như tay cháu cầm nó chiếm khoảng 50%, còn lại thì là to hơn, nó kiểu bị hơi bộp, khô bộp. Hoặc là một ít là nhỏ hơn như thế này, thế còn 50% là khoảng quả như thế này ạ. Quả này là như thế này là có thể là được, là vì thế này, nó cũng tương đối tròn. Mà nó đúng là cái dáng của bưởi đỏ Tân Lạc. Theo chuyên gia, nếu càng để ít quả thì sẽ dễ dẫn đến hiện tượng khô múi, khô tép do cây ra lộc nhiều, nên dinh dưỡng sẽ tập trung nuôi lộc nhiều hơn so với nuôi quả. Tuy nhiên, số lượng quả bói 3 đến 5 quả như Vân Chi thực hiện là phù hợp với mức sinh trưởng của cây. Nhờ đó, cây sẽ khỏe hơn và quả bưởi không bị bộp. Với những năm tiếp theo, nếu để số lượng quả trên cây nhiều hơn thì sẽ không xảy ra tình trạng quả bưởi bị bộp hay là bị khô. Cái màu vàng khá là đậm. Tuy nhiên thì cũng có cái phần bị rám thì chắc là tại vì năm nay mình chưa tiến hành bao bọc quả bưởi đúng không chị? Đúng rồi. Thực ra là mình là để hoàn toàn tự nhiên. Mình không theo muốn trồng theo phương pháp hữu cơ cho nên mình không can thiệp một loại thuốc nào cả. Thì mình cũng có một số cây là mình có bao, nhưng mà có lẽ là cái chất lượng của cái túi bao chưa được tốt đâu. Thì mình nhìn thấy là cái quả mà không bao nó còn đẹp hơn cái quả bao cơ. Quả bao nó lại rám nhiều hơn cơ. Kinh nghiệm thực tiễn của chú ấy, thì kể cả các cái bưởi đỏ là nó như thế này. Là nếu mà sau này, kể cả những cái chỗ khác nữa, bao quả ấy, thì dạng bưởi đỏ này thì lại phải dạng một cái bao khác. Bao nó phải tối màu, nó mới càng lên màu. Đúng rồi. Đấy, thứ hai nữa, cái cây bưởi đỏ mà muốn có bưởi đỏ mà nó lên màu nhiều ấy, thì lại phải khống chế cái chiều cao rất là dữ để cho nó xòe ngang ra này. Dạ. Và cái quả bưởi mà nó nằm ở dưới tán ấy, vâng, nó ít ánh sáng ấy, thì nó lại lên màu. Vâng. Đây. Dạ, vâng. Nó lại khác cái cây cái những cái giống bưởi khác. Dạ. Đấy, cho nên mình phải lưu ý từng cái loại. Vâng. Mình lại phải tỉa cành tạo tán theo cái yêu cầu của từng loại giống khác nhau để cho nó yêu cầu cái mẫu mã và cái ấy khác nhau. Vâng. Màu sắc nó khác nhau. Đấy, cái đây rất quan trọng. Hai tuần trước, Vân Chi đã tiến hành thu hoạch toàn bộ số quả trên 200 cây bưởi đỏ Tân Lạc. Tổng số quả thu bói là 600 quả. Quả được bán lẻ đi các tỉnh thành với mức giá đạt 25.000 một quả. Như vậy, năm thu hoạch đầu tiên đã mang về nguồn thu hơn 10 triệu đồng. Mẫu mã quả đẹp và chất lượng tốt nên được khách hàng ưa chuộng. Để kiểm chứng điều này, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc đánh giá thử nếm chất lượng của bưởi. Cái nước và cái hương vị của cái múi bưởi này, cái tép bưởi này thì rất là mọng nước. Nó không phải là quá nát, nhưng mà nó chỉ ướt. Nó chỉ ướt thôi. Và nó cũng dọc hết. Và phía bên ngoài là rất là ráo nước. Đúng rồi. Bên ngoài cũng ráo đấy. Cho nên là tép của nó rất là mọng. Mà này, nó vị thì nó lại khác cái bưởi diễn. Bưởi diễn là nó ngọt. Còn cái này nó lại hơi có cái vị chua.
Theo như cảm nhận của cháu ấy thì thứ nhất là khi bóc cái múi bưởi này ra thì thấy khá là ráo nước. Đúng rồi. Thứ hai là cái tôm tép này rất là mọng. Đúng rồi. Tuy có phần hơi ướt nhưng mà chưa đến mức lát như nhiều cái giống khác. Nhưng mà riêng cảm nhận của cháu thì lại thấy cái này rất là ngọt đấy. Nó có... Và đặc biệt nó có mùi thơm đúng đấy, không? Đấy, nó rất là thơm. Điều mà chúng ta phải nói đến có lẽ là đây là một cái quả bưởi sau 3 năm kiến thiết cơ bản. Tức là mới thu bói đúng không chị? Đúng rồi, mới bói. Đấy, mà đạt được cái chất lượng như vậy thì theo chuyên gia thấy là cái... Ở cái độ tuổi như vậy thì quả bưởi đã đáp ứng được cái yêu cầu chưa? Về cái chất lượng thì tôi đánh giá là này, nếu mà bưởi bói 3 năm mà bưởi bói như thế này là chất lượng cũng rất tốt. Và nó phải được là có một cái chế độ dinh dưỡng nó có khi nó khác các cái nơi khác thì nó mới có được cái chất lượng như thế này. Tép bưởi đỏ Tân Lạc bó chặt, dễ tách, ăn rất giòn ngọt và không bị he đắng. Theo chuyên gia Đinh Văn Thành, mức chất lượng quả bưởi thu bói như vậy là rất đạt tiêu chuẩn. Để có được mẫu mã và chất lượng quả tốt như vậy là bởi nông hộ Lê Cẩm Vân Chi đã rất tuân thủ tiêu chí sản xuất an toàn mà các chuyên gia của chương trình khởi nghiệp đã đề ra từ ban đầu. Từ việc đầu tư phân bón hữu cơ, làm cỏ, bắt sâu hay phòng bệnh bằng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học đều được áp dụng theo hướng sản xuất hữu cơ. Chuyên gia đánh giá cao những nỗ lực và sự đổi mới về kỹ thuật trồng trọt của nông hộ này. Cuối năm trước đấy ạ, là sau khi mà cái thời điểm cuối năm là cháu bón một đợt phân chùn quế thì mỗi gốc là khoảng tầm gần 30 cân. Thế sau đến tháng 9 thì cháu đào rãnh nhẹ thôi chú ạ, cháu có thể không làm tổn thương bộ rễ. Rồi. Và cháu cũng bón một lần phân chùn quế nữa là cũng khoảng tầm gần 30 cân một gốc. Dạ vâng, và cháu hoàn toàn là không phun thuốc hóa học trên cây, là hoàn toàn để tự nhiên. Quan điểm của cháu là chăm cây thì chăm vào đất nhiều hơn, thì là để cho cái đất nó khỏe, nó nuôi dưỡng cây tốt hơn. Thì lúc đấy thì các cái loại sâu bệnh nó cũng giảm. Đúng. Trên vườn cháu thì vẫn có sâu ăn lá, vẫn có con dẹp, nhiều khi nó ăn quả đấy ạ. Nhưng mà cháu thấy nó không ảnh hưởng gì đến quả lắm. Ví dụ mình có thể cậu cháu đi thăm vườn mà thấy sâu là có thể là bắt này. Đúng rồi. Xong rồi có thể là ở trên nhà ấy, mình bật các cái ngọn đèn lên, sau đấy là để chậu nước với cả tấm vải trắng theo cái cách phương pháp bắt sâu truyền thống đấy ạ. Thì nó cũng đỡ được cái sâu đục thân và quét vôi luôn vào gốc cây nữa. Dạ vâng, đấy thì ngoài gần như là cháu để tự nhiên đấy. Chỉ có bón đúng hai đợt chùn quế vào cuối năm và tháng 9 đấy ạ. Đấy là chú cho rằng là đấy là vấn đề gọi là mấu chốt. Mấu chốt của cái vườn này, mấu chốt của cái chất lượng cái múi bưởi này, mấu chốt của cái màu xanh kia. Mỗi như năm vừa rồi, như Chi nói là cháu bón đã đến hai lần, mỗi một lần là 30 cân chùn quế thì quá tốt. Vâng. Quá là lợi cho cây, lợi cho môi trường, lợi cho cả sức khỏe của cậu cháu là cái người mà quản lý trực tiếp ở cái nông trại này. Đấy, cho nên là về cơ bản chú cho là nếu cháu đi theo hướng hữu cơ thì cháu đã hoàn toàn có đủ cái tiềm lực. Nếu mà cháu có cái tự túc về cái phân trùng quế rồi thì đấy là một cái thuận lợi cơ bản mà không trang trại nào có được. Đúng rồi. Đấy, cái đấy là cái mấu chốt của nó. Cái thứ hai nữa là còn nếu mà khi mà cháu đã sản xuất theo cái hướng hữu cơ thì vấn đề sâu bệnh nó sẽ lại là diễn biến theo một cái hướng khác. Dạ. Chứ nó không phải như là dùng phân hóa học. Dạ. Đấy, cháu phải hiểu được như thế thì nó lợi lắm về và sau này sâu bệnh nó sẽ ít đi rõ ràng. Dạ. Như vậy, 200 cây bưởi đỏ Tân Lạc bước sang năm thứ tư đã hoàn thành tốt giai đoạn kiến thiết cơ bản. Cây bưởi khỏe, ít sâu bệnh hại và bước đầu đã cho thấy phẩm chất tốt của giống này. Tuy nhiên, để cây bước vào thời kỳ kinh doanh đạt hiệu quả cao và bền vững, nông hộ cần tiếp tục thực hiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp như tỉa cành tạo tán, bón phân và phòng bệnh cho cây. Trong số khởi nghiệp tiếp theo, chuyên gia Đinh Văn Thành sẽ tiếp tục kiểm tra vườn bưởi và tư vấn cho nông hộ Lê Cẩm Vân Chi những biện pháp kỹ thuật trồng bưởi đỏ Tân Lạc theo hướng hữu cơ. Kính mời quý vị và bà con cùng đón xem.